mừng xuân, mừng Tết, mừng xuân về Đăng Nguyên và Diễm Sương. Xin gửi lời chúc đến tất cả quý khán giả ở khắp mọi nơi trong Đồng Thúy Nga, Viettel TV và Channel một năm mới thật là vui vẻ, an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe. Và mùa xuân, mùa tràn chứa đầy tình yêu thương, để chúng ta cùng chia sẻ tình yêu thương đó, để chúng ta cùng đầm bọc tình yêu thương đó đến với tất cả quý khán thính giả, đến với tất cả những ai vẫn đang còn tha hương hay chưa được đoàn tụ bên gia đình. Bởi vì sao? Chúng ta, những con người Việt Nam, luôn luôn có nhau dù bất kể nơi đâu. Chúc mừng năm mới!